tất cả các bạn. Mình tên là Đinh Hữu Di Đăng, liên đội trưởng liên đội trường trung học cơ sở Quế Châu. Thưa các bạn, trường trung học cơ sở Quế Châu của chúng mình tọa lạc tại thôn Phước Đức, xã Quế Châu, là một ngôi trường có bề dày truyền thống trên 70 năm, lâu đời nhất trong tất cả các trường của huyện. Tương truyền rằng, cụ tiến sĩ Văn Quang, một người con của mảnh đất Quế Châu, một trong ngũ phụng tề phi của Quảng Nam, đã có câu đối đáp ở cổng trường với nội dung đầy tự hào về sự ra đời của ngôi trường bề thế này. Nền Tây tự, cục Tây viên, bức vẽ thờ trời thêm cảnh tượng. Non Phước Sơn, nền Phước Đức, tiếng văn sấm dậy, đất Nam Bon. Thưa các bạn, mảnh đất Quế Châu không chỉ giàu truyền thống hiếu học mà còn là mảnh đất anh hùng. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn đến với di tích vụ thảm sát chợ Đòn. Đây là di tích lịch sử cách mạng, còn được gọi là bia tưởng niệm tại Quế Châu, hai chứng tích tội ác vụ thảm sát tại chợ Đòn, Quế Châu. Mời các bạn cùng theo chân mình nhé! Thưa các bạn, nơi mình đang đứng chính là di tích vụ thảm sát chợ Đòn. Từ chợ Đòn đi lên theo đường 611, khoảng 100m, bên tay trái, đây là khu tưởng niệm các đồng chí, đồng bào ta bị chế độ tay sai miền Nam sát hạ từ năm 1954 đến năm 1957. Thưa các bạn, chúng ta cùng ngược dòng lịch sử trở về với những năm tháng hào hùng nhưng cũng không kém bi thương của dân tộc. Tháng 10 năm 1954, Pháp đưa quân vào Quế Sơn và đám tại nhà ông Cửu Long ở gần cầu Chợ Đụng thuộc xã Quế Thuận ngày nay. Chúng đã ngày đêm đi lùng sục các vùng lân cận để bắt bớ, giam cầm, thủ tiêu những chiến sĩ cách mạng nằm vùng của ta. Hành quân đến khu vực chợ Đòn, chúng ta đã lấy căn nhà của ông Phan Khoan làm cơ quan công an. Vào các năm 1955-1956, bộ phận hành chính của chi công an địch chuyển qua đám tại nhà ông Phan Vĩnh ở gần đó. Từ đó, ngôi nhà của ông Ngài Khoan trở thành nơi chuyên dùng để giam cầm, khe thoát, tra tấn các chiến sĩ cách mạng. Các cán bộ đảng viên bị bắt về đây bị đánh đập dã man, sau đó bị thủ tiêu bằng hình thức chôn sống, chặt đầu, hoặc đập đầu đẩy xác xuống lấp dưới hầm. Qua nhiều lần dò tìm, khe quật, nhân dân ta đã phát hiện các xác chết tại đây, phần nhiều là được chôn tập thể, tất cả đều bị trói tay chân thành từng nhóm. Nhiều trường hợp bị chôn đứng, chôn ngồi rất xót xa. Để có được không gian thoáng đãng, khang trang của khu tưởng niệm như ngày hôm nay, vào năm 1990, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn đã chỉ đạo các kẻ tàu lẹ mạc bàn, dựng bia, xây dựng khu tưởng niệm và tiếp tục dò tìm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ. Tại di tích có hai ngôi mộ lớn được kẻ toán tập thể và 17 ngôi mộ nhỏ của các chiến sĩ. Một tấm bia lớn với dòng chữ đời đời tưởng nhớ đồng chí, đồng bào đã bị đế quốc và tay sai sát hại dã man tại nơi đây trong những năm 1954-1957. Di tích được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Hàng năm, vào các ngày lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán, chính quyền nhân dân và lực lượng thanh thiếu niên học sinh địa phương đều đến quét dọn, thăm viếng. Chính quyền địa phương cũng đã cử người chăm sóc thường xuyên. Qua đó, chứng tích lịch sử vừa có ý nghĩa giáo dục, làm yêu nước, vừa để tỏ lòng ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ, đồng bào ta đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ. Tất cả chú ơi, nghiêm! Châu cơ, châu!